Kỳ này có cuộc thi viết thơ để chọn người thi lên tỉnh. Quan huyện nói mỗi lớp học trong huyện phải chọn ra 3 đứa trẻ để thi. Thầy sớm chốt học trò rồi nộp danh sách lên cho quan huyện nhé. Được, tôi biết rồi. Giờ thật, lớp của mình có mỗi Hồng Xiêm với Na là biết làm thơ. Mấy đứa còn lại thì đúng là không đứa nào được việc. Thôi, để mai cho mấy đứa nhỏ bốc thăm vậy. Sắp tới có một cuộc thi làm thơ. Ngoài Hồng Xiêm và Na ra thì thầy sẽ chọn thêm một trò nữa để tham gia thi. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Bắt đầu từ bàn đầu lên bốc cho thầy. May quá, không phải đi rồi. Các cậu cũng không trúng à? Ừ. Ôi, con trúng rồi. Vậy được rồi, ba trò Hồng Xiêm, Mít Mật và trò Na về thông báo với gia đình, rồi chuẩn bị hành trang ngày kia sang làng Đông ôn thi cho tốt. Đã rõ chưa? Vâng ạ. Chán chết đi được, ở đây phải dậy đi học còn sớm hơn bình thường nữa. Tớ chẳng muốn đi tí nào. Tớ có biết gì về thơ ca đâu cơ chứ. Thơ là một phần thôi. Tớ nghe nói làng Đông còn nhiều chỗ chơi thú vị lắm đấy. Nhưng không biết thời gian phải học như thế nào. Liệu có trống chút nào để bọn mình đi thăm thú không nữa? Thật á? Thế thì quá tốt. Tớ chẳng học gì đâu, nên chẳng lên lớp làm gì nữa. Giờ tớ trốn ra ngoài chơi đây. Hai người các cậu cầm sách vào hộ tớ. Đợi tớ đi chơi rồi, về kể cho nhá. Như thế không được đâu. Anh lính trông coi mà phát hiện thì sẽ bị phạt đấy. Anh ấy chỉ đứng coi cho có thôi, chưa quan tâm bọn mình làm gì đâu. Nếu bị phát hiện thì tớ chạy. Ở đây tay mẹ tớ chẳng vươn tới được mà quả. Tớ chẳng sợ. Thôi kệ cậu ấy vậy, bọn mình vào học thôi. Ừ. Mít Mật lại trốn đi chơi à? Ừ, ngày nào cậu ấy cũng đi chơi tới tối mới về. Sướng thật chứ. Lâu lắm tớ không biết mùi vị được đi chơi là thế nào rồi. Nếu không phải nhà tớ ngay cạnh lớp, tớ cũng muốn trốn đi chơi. Chuyện lạ gì thế này? Sao tự nhiên Mít Mật lại chăm học thế Hồng Xiêm? Chuyện đó phải kể từ trưa hôm qua. Cháu ơi, cô tới đưa đồ cho con trai cô tí. Con trai cô nó ở trong này ôn thi ấy. Cháu gọi thằng bé ra giúp cô được không? Dạ, giờ này vẫn là giờ ôn của các cháu ấy, nên không thể ra ngoài được. Cô đợi nửa canh giờ nữa là lớp tan rồi ạ. À thế à? Thế thì được rồi, để cô đợi. Cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng. Thôi chết, chắc cô Bẹo đến thăm Mít Mật đây mà. Phải đi tìm cậu ấy thôi. Mít Mật, mẹ cậu tới tìm cậu kìa. Ui, may quá. Hôm nay tớ không ra ngoài chơi, chắc mẹ tớ mang đồ ngon lên đấy. Cậu đi cùng tớ đi. Ừ. Mẹ. Ôi, Mít Mật đấy à. Mẹ tiện đường mang ít đồ ăn lên cho con đấy. Thế nào, ôn thi ổn cả chứ con? Thì cũng ổn mẹ ạ. Thật à, ổn là được rồi. Mẹ cũng không yêu cầu gì, chỉ mong con cố hết sức mà vào được vòng thi tỉnh. Không vào được cũng không sao, con cứ cố hết sức mình là được. Mẹ tự hào về con lắm. Vâng vâng, mẹ mang gì cho con đấy? Ít hoa quả với ruốc này nọ ấy mà. Phải bồi bổ thật tốt mới có sức mà thi con ạ. Vâng, thôi mẹ ạ, chắc con phải vào trường luôn đây. Mẹ cũng về đi nhá. Ừ, thế mẹ về nhá. Cố lên con trai. Vâng. Này, tớ thấy chân mẹ cậu hình như có vấn đề rồi. Mẹ cậu cứ đi cài nhắc suốt kìa. Ở sau gót chân, tớ còn thấy có cả vệt máu nữa. Sao lại thế được? Bọn mình đi theo xem sao đi. Đi. Đó là vết xước do giày rơm cọ thành. Phải đi bộ rất lâu, gót chân mới có thể có vết thương nặng như thế. Mà bây giờ đã ra tới cổng làng rồi, mẹ cậu vẫn không lên xe ngựa. Hình như mẹ cậu đã đi bộ cả một đoạn đường dài từ làng mình sang đây đấy. Mẹ tớ muốn tiết kiệm tiền. Sao mẹ tớ phải vất vả như thế cơ chứ? Không sang thì cũng có sao đâu. Nghĩ lại thì ban nãy trời nắng chang chang,
cha mẹ của mấy người đến thăm đều vào quán trà ngồi đợi. Chỉ có mẹ cậu là đứng ở gốc cây chờ, bị nắng chiếu đến mặt đỏ bừng. Vậy mà tớ... Chuyện là vậy đấy. Cô Bẹo rất hy vọng vào Mít Mật. Con cái chính là ước mơ của cha mẹ. Mẹ cậu ấy vì muốn cậu ấy có đầy đủ đồ ăn, có sức khỏe thi tốt mà lặn lội đi bộ con đường dài như vậy, tới nỗi gót chân bật máu. Thế nên là bọn mình chừng nào chưa thành công thì chưa có quyền lười biếng đâu. Thì ra là vậy. Hôm qua Mít Mật ngồi khóc cả buổi chiều. Tối đó cậu ấy ngồi đọc thơ tới khuya luôn. Từ chuyện của Mít Mật, chỉ mong bọn mình cũng thấu hiểu được vất vả của cha mẹ. Tớ cũng phải học đây, không thể làm mẹ tớ thất vọng được. Ừ, bọn mình cùng cố gắng. Chà, nơi này đúng là non xanh nước biếc. Không uổng công du ngoạn chuyến này, ta phải xuống đi bộ, từ từ thưởng cảnh mới được. À, ơi, đau quá. À, Rồi ạ, đường với xá, xấu thế này mà cũng để được à? Ta phải chỉ tội tên quan nào cai quản vùng này mới được. Dạ, dạ chào ngài ạ. Không biết có chuyện gì mà ngài cho gọi thần gấp thế ạ? Ngươi đứng thẳng lên đi. Dạ. Ngươi không nghe ta nói à? Ta bảo ngươi đứng thẳng lên cơ mà. Ôi, ê, dạ dạ thần có nghe ạ. Nhưng cái lưng của thần dạ hơi đau nên... Thế cái lưng đau của ngươi có bằng cái chân của ta không? Ôi, ê, dạ thần thấy hết đau rồi ạ. Ngươi có thấy chân của ta không? Nó phải bó nẹp vì cái đường làng toàn đá lởm chởm của ngươi đấy. Rốt cuộc thì quan huyện ngươi đã làm gì mà có cái đường cũng lo chẳng xong, khiến ta bị thương. Trong một đêm phải dọn sạch đá và làm bằng phẳng các con đường để ta trở về phủ vào ngày mai mà không bị ảnh hưởng tới chân. Nghe rõ chưa? Dạ bẩm vương gia, thần e là việc này không khả thi ạ. Sao? Ngươi đang chống đối đấy hả? Ta lệnh cho ngươi ngay lập tức làm. Không xong thì đừng trách ta. Lui đi. Dạ. Bẩm quan, Hồng Xiêm có việc cầu kiến ạ. Có chuyện gì không? Dạ bẩm, thằng bé nói có chuyện rất quan trọng ạ. Cho vào đi. Dạ, con chào quan lớn ạ. Dạ, con nghe cha nói quan lớn bắt cả làng phải làm đường bằng phẳng đá trong vòng một đêm, nếu không sẽ trách phạt cả làng, đúng không ạ? Đúng vậy. Vương gia trong lúc đi qua làng không may dẫm phải đá, bị thương ở chân nên bắt ta phải làm việc đó đây. Chứ ta cũng nào muốn. Dạ, việc này quả thật là bất khả thi ạ. Thứ nhất là nhân lực làng hạ không có đủ để làm nhanh như thế. Thứ hai là không đủ kinh phí. Ta biết chứ, nhưng cũng còn cách nào đâu. Đành làm tới đâu hay tới đó vậy. Thay vì như thế thì con nghĩ chúng ta nên dùng một cách khác ạ. Là cách gì? Vương gia kêu đau chân, vậy thì cứ tìm một chiếc võng cho người khiêng vương gia về phủ là ổn rồi ạ. Làm thế có khác gì chống đối vương gia đâu chứ. Ngài bảo làng ta sửa đường, làng ta lại đưa cho ngài một chiếc võng. Ta e là việc này không khả thi cho lắm. Dạ, xin quan cứ yên tâm ạ. Con sẽ như thế này. Và thế này. Các ngươi muốn kháng lệnh ta có phải không? Vì sao con đường này một chút cũng không thay đổi? Dạ, xin vương gia thứ tội. Dạ bẩm vương gia, con có chuyện muốn thưa ạ. Có chuyện gì? Dạ, ngày hôm qua quan huyện có yêu cầu cả làng con phải làm 200 chiếc cuốc trong một canh giờ ạ. Vô lý, làm sao có thể làm từng ấy chiếc cuốc trong vòng một canh giờ được? Dạ đúng ạ, thời gian đó là không thể nào hoàn thành được. Hơn nữa dù là lúc đó đi mua nguyên liệu cũng không giao kịp tới làng ạ. Dạ thế cho nên là thần quả là lực bất tòng tâm, nhân lực trong làng cũng không đủ để làm đường gấp như vậy thưa vương gia. Phải rồi, lúc đó mình cũng nóng giận, không nghĩ tới mấy việc này. Chỉ là nhất thời nóng nảy mới bắt hắn phải làm con đường gấp như vậy. Liệu mấy người này có nghĩ mình là một vương gia vô lý lại ngu ngốc không nhỉ? Dạ, tất nhiên con biết vương gia không có lý nào lại đưa ra điều kiện vô lý như vậy. Thế nên con đoán hẳn là ngài đã đặt cho làng con một câu đố ạ. Do đó, thay vì nghĩ theo cách thông thường, con đoán vương gia chính là lo lắng cho dân làng. Đi lại trên con đường mấp mô đá sỏi sẽ bị đau chân, nên ra câu đố để giải quyết vấn đề đường xá.
cũng là để răn đe việc quan trễ nải bẩm tấu lên trên cho sửa đường ạ. Vậy nên để tạ lỗi với vương gia, làng con đã chuẩn bị một chiếc võng cho ngài du sơn ngoạn thủy trong làng mà không bị đau chân ạ. Dạ bẩm, thần cũng xin nhận lỗi lầm của mình. Thần sẽ nhanh chóng bẩm tấu lên trên để xin kinh phí và gấp rút thực hiện việc sửa đường ạ. Nhà ngươi cũng rất thông minh, đoán ra dụng ý của ta chính là như vậy. Tốt lắm. Đó, ngươi mau triển khai việc tu sửa con đường cho nhanh đi. Dạ, tạ ơn vương gia. Tạ ơn vương gia. Thoát rồi. Hồng Xiêm, lần này lại nhờ ngươi đa mưu túc trí mà làng ta thoát được một kiếp nạn lớn. Ta chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Dạ vâng ạ.